Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm sữa chua túi hương dâu ha. Thì nguyên liệu thì nó cũng rất là đơn giản các bạn. Thì mình cũng có là 4 hộp sữa Vinamilk hương dâu. Nếu mà các bạn mà mua được cái loại mà bịch á thì mình sử dụng bịch cũng vẫn được ha. Với mình cũng có là một chén sữa đặc và 2 hũ sữa chua cái. Nếu mà các bạn thích cái hương nào thì mình sẽ làm hương nấy. Ví dụ thích sô cô la hoặc là màu trắng nguyên hương truyền thống á thì cũng vẫn được nha. Thì bây giờ đó là mình cũng đang nấu nước ở dưới nhà sau rồi, thì mình sẽ cho một cái chén sữa đặc vào trong thau này luôn nha. Thì nhà mình á thì bán đó là sữa chua là loại truyền thống các bạn. Còn như cái hương dâu này á thì mình làm chủ yếu mình để nhà mình ăn. Ví dụ nếu mà có khách mà thích á thì mình sẽ làm mình cũng giao cho khách luôn cũng vẫn được nha các bạn. Thì mình cũng sử dụng là một chén nước nóng nè các bạn. Thì mình sẽ pha vô cho cái sữa đặc của mình cho nó chín nha. Chứ tránh nhiều khi mình làm mà sữa mà nó không chín á thì mình ăn nó sẽ dễ bị đau bụng lắm các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ quậy cái sữa đặc nè cho nó chín sữa, rồi sau đó thì mình mới cắt sữa tươi dâu á mình sẽ cho vào nha. Thì mình làm cái mà hương dâu như này các bạn, mình không cần phải mà có trái dâu tươi gì hết. Thì mình làm ra những cái hương như vậy thì mình ăn nó cũng rất là ngon nữa. Còn nếu mà các bạn mà thích làm cái hương mà có trái dâu á thì mình sẽ mua về rồi mình xay ra. Thì sữa thì mình thấy á nó cũng đã chín rồi các bạn, thì mình sẽ cho những cái hộp sữa hương dâu á mình sẽ cho vào luôn nha. Mình sử dụng hết là 4 hộp luôn. Một hộp này thì nó là trọng lượng nó là 180ml các bạn. Mình cho cái hương dâu như vậy nè, mình ăn nó thì sẽ có cái hậu chua chua ngọt ngọt cho nó ngon. Rồi mình sẽ quậy cái hỗn hợp này lên cho nó đều. Rồi sau đó thì mình sẽ gờ cái thau của mình, còn không thì mình nhúng cái tay của mình vào như vậy nè, coi cái độ ấm của sữa nó như thế nào. Nếu mà nó còn nóng thì mình khoan hãy cho cái hũ cái vào, còn nếu mà nó còn ấm ấm nguội nguội thì mình sẽ cho hũ cái vào như vậy thì giúp cho cái con men của mình nó hoạt động tốt hơn nha. Chứ nếu mà còn nóng quá thì mình để con men vào ngay lúc này thì nó sẽ bị chết men, khi mà mình ủ thì nó sẽ không có chua các bạn. Thì trước khi mình cho hũ cái vào thì nhớ là mình đánh cho nó đều lên, và sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái thau sữa của mình luôn. Như nếu mà các bạn mà mua mà sữa cái mà không có giống như cái hũ của nhà mình bán thì mình có thể là mình thay thế sữa chua Vinamilk cũng vẫn được nha. Thì cái hũ sữa chua Vinamilk của mình làm thì mình nhớ là mình tăng cái lượng giờ ủ cho nó cao lên 2 tiếng. Thường thường mình ủ 6 tiếng thì giờ mình sẽ ủ 8 tiếng. Như vậy thì nó sẽ có cái độ chua nhiều hơn các bạn. Rồi mình sẽ cho hết là 2 hũ luôn ha. Rồi mình sẽ quậy lên đều một lần nữa. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào trong túi luôn. Thì bây giờ là mình sẽ quậy cái hỗn hợp sữa chua nè với lại sữa dâu á cho nó đều ha. Thì tại mình làm á cái thau của mình á là nó màu đỏ, cho nên á là mình thấy là cái màu sắc á lên nó không có được màu đỏ các bạn. Nếu mà mình làm vô cái thau màu trắng hay gì đó thì nó sẽ ẩn cái màu dâu của mình lên thì màu nó sẽ đẹp hơn. Thì trước lúc mình cho vào trong bịch tắt các bạn thì mình khuấy cái sữa của mình lên một lần nữa đặng giúp cho cái hũ cái của mình cho nó đều ha. Khi mà mình quậy lên như vậy nè các bạn, nó rất là thơm, cái mùi dâu dữ lắm luôn. Thì mình cũng có chuẩn bị cái ca nè, mình sẽ góp vào trong ca đặng mình sẽ cho vào trong túi cho nó dễ nha. Rồi bây giờ là mình cũng chuẩn bị một cái túi luôn. Thì mình hôm nay thì mình cũng có cái túi dài dài nè. Thì mình sử dụng là cái túi là 6-14. Thì nó sẽ bự hơn cái túi da u của nhà mình. Tại vì ở nhà mình làm ăn á, cho nên thì mình sẽ làm một cái túi như vậy cho nó nhiều, là mình ăn cho nó đã các bạn. Thì mình cứ việc là mình gót á, thì mình nhắm chừng nó vừa đầy cái túi của mình. Thì sau đó thì mình cũng cầm nó, mình buộc lại. Mà các bạn thấy khi mà mình cho vào trong túi các bạn thấy nè, nó lên cái màu dâu nhìn rất là đẹp ha. Thì mình cũng sẽ túm cái đầu bịch lại, rồi mình cũng lấy cái cọng thun thì mình sẽ buộc
buộc cho nó chặt lại, tránh nhiều khi á thì nó sẽ xì ra ngoài đó. Thì mình cũng lấy, mình bẻ cái đầu này, mình bẻ cụp lại và mình sẽ cột lại luôn nha. Rồi mình sẽ để qua cái rổ, thì mình cũng lấy một bịch, mình sẽ làm tiếp bịch thứ hai. Thì trong lúc mà mình buộc như vậy nè các bạn, thì mình xuống dưới nhà sau á, thì mình nấu luôn cái nồi nước đi. Để nhiều khi khi mà mình buộc xong rồi á, thì nước sôi á, thì mình sẽ ủ luôn, khỏi mất thời gian của mình nha. Thì mình đã làm xong bịch thứ hai này các bạn thấy cái bịch sữa chua hương dâu của mình á, lên màu sắc rất là đẹp ha. Thì bây giờ là mình sẽ làm cho đến hết cái phần sữa của mình thì thôi nha. Các bạn thấy á, bịch sữa chua dâu á, lên màu rất là đẹp ha. Thì mình hôm nay mình làm ít à, cho nên là mình sử dụng bằng cái nồi á, thì mình sẽ ủ sữa chua luôn nha. Thì mình sẽ cho hết là sữa chua vào trong nồi đi. Và sau đó thì mình sẽ dựng cái phần bịch á, cho nó đứng lên các bạn. Cho nó đứng ngay cái thanh như vậy này, đặng nó có cái độ chịu á, đặng khi mình để là nó không có bị nghiêng ngã đâu hết. Thì nước á, bây giờ nó cũng đã sôi rồi, thì bây giờ là mình sẽ cho cái nước nóng á, vào trong cái nồi đặng mình ủ nha. Thì mình ủ bằng cái nồi á các bạn, mình nhớ là mình để cho cái nước sôi á, cho nó sôi thiệt là sôi luôn thì mình ủ như vậy. Tại vì mình ủ mà cái lọ có cái nước nóng mà nước lạnh á, thì mình ủ bằng cái thùng mót, cho nên á, là nó sẽ giữ cái độ kín cái hơi nhiều hơn, thì nó sẽ mau lên men hơn. Còn như mình này á, thì nó sẽ có chỗ thoát hơi, cho nên á, thì mình sẽ cho cái nước nóng thiệt là nóng luôn. Bây giờ nó bịch nó đã chìm ở bên dưới rồi, nhưng mà cũng không sao, tại vì mình cũng có túm cái phần đầu lại, cho nên á, là mình không có sợ mà nước nó vào nha. Thì mình cũng sẽ đậy cái nắp lại luôn. Và sau đó mình cũng có dùng một cái mền nè, thì mình cũng lót cho nó nằm ở dưới cái đáy nồi của mình. Thì mình sẽ đậy lại như vậy, đặng giúp cho nó kín. Thì mình cũng ủ là trong vòng 6 tiếng. Sau 6 tiếng thì mình sẽ lấy ra thử coi bịch sữa chua của mình như thế nào nha. Dâu thì mình ủ từ hồi trưa tới giờ là cũng được 6 tiếng rồi nè các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ mở cái nồi ra. Đây các bạn thấy nè, cái hơi nước á là nó vẫn còn động ở trên cái nắp của mình nè các bạn, nhưng mà khói thì nó còn hơi nhẹ nha. Nhưng mình gờ á thì cái nồi nước mình nó vẫn còn ấm lắm luôn. Đây, những cái bịch mà do ô đó các bạn, nó nằm xuống đây hết luôn. Có một bịch này á, thì nó đứng thôi. Bây giờ mình sẽ chút thử cái bịch của mình, từ lấy từ ở trong nồi ra luôn. Đây, cái bịch của mình nó không có chảy xuống, nó rất là đặc, rất là ngon ha. Thì mình lấy ra thì mình sẽ để vào trong cái rổ luôn, rồi sau đó thì mình sẽ lấy ra mình để vào trong tủ đông á, thì sáng hôm sau á đặng cho cái sữa chua của mình á, cho nó đặc rồi á thì mình mới ăn được các bạn. Các bạn thấy á, là sữa chua á, là màu sắc của mình à, lên màu dâu á rất là đẹp ha. Còn nếu mà các bạn muốn cái màu cho nó đậm hơn thì mình có thể là mình mua dâu tươi về, thì mình xay thì mình sẽ để vào trong với sữa chua này thì mình ủ luôn, thì cái màu sắc thì nó sẽ đậm hơn. Tại vì mình sử dụng cái bịch sữa chua hương dâu, cho nên nó là cái màu thì nó sẽ không có đẹp bằng là mình xay cái dâu tươi vào nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đem cái sữa chua này thì mình để vào trong cái tủ đông, thì sáng hôm sau á, sữa chua của mình nó đặc thì mình sẽ cắt ra coi cái sữa chua của mình cái độ dẻo và cái độ chua của dâu á như thế nào nha các bạn. Sữa chua dâu á bây giờ nó đã đặc rồi, thì bây giờ là mình sẽ cắt ra thử coi sữa chua dâu của mình á độ dẻo nó như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy là màu sắc á lên rất là đẹp ha. Thì bây giờ mình cũng cầm một bịch thì mình dùng con dao thì mình sẽ sắc cắt xuống coi cái độ dẻo nó như thế nào nha. Đây các bạn, đây nó không có bị dâm đá ha, cái bịch nào bịch nấy là nó không có bị dâm đá các bạn. Đây nhìn nó rất là ngon, khi mà mình cắt ra nó rất là thơm các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thử luôn coi cái sữa chua dâu của mình nó như thế nào nha. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Mình ăn thì nó rất là thơm cái mùi dâu, nó sẽ có cái độ chua chua béo béo, cái vị nó rất là ngon các bạn. Mình cắn thì nó sẽ có cái độ dẻo, rất là ngon lắm luôn. Như thời tiết á mà đang nóng nực á các bạn,
thì mình ăn một túi sữa chua như thế này cảm thấy nó rất là mát và nó ngon lắm luôn. Như các bạn thấy là sữa chua là mình làm nó rất là tương đối là nó dễ, các bạn chỉ cần có sữa và mình đem mình ủ như vậy thôi là nó ra được một cái món ăn rất là ngon. Ví dụ nếu mà mình không ăn thì mình có thể để đá đường thì mình uống nó cũng rất là ngon nữa các bạn. Thì các bạn cũng làm thử cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây, thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.